Xin chào các em nhé. Hôm nay anh sẽ giới thiệu cho em các em cách để làm một cái bao lì xì bằng giấy A4 rất là đơn giản nha các em nhé. Thì đầu tiên công tác chuẩn bị, các em sẽ chuẩn bị cho anh một cái tờ giấy với kích thước là 19 x 21 cm. Đấy. Thì bước đầu tiên thì các em sẽ làm cho anh một cái đường viền ở ba cái cạnh với độ dày là 1 cm. Cái viền này chú ý là một chỉ 1 cm này các em nhé. Đấy. Kích thước chú ý là chỉ 19 x 21 cm là vừa. Thì ở cái mặt có cái nắp thì các em chọn cho anh đo kẻ cho anh một cái đường với độ dày là 3 cm và chia đôi cái tờ giấy này ra. Thì chia đôi như thế này các em quan sát trong video. Ở bên phải nó sẽ là một cái mặt và bên trái nó sẽ là một cái mặt của bao lì xì. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đến cái bước làm cái nắp. Nắp này thì rất là đơn giản thôi. Tùy theo cái thẩm mỹ của mỗi người, chúng ta có thể trang trí cái nắp này theo những kiểu khác nhau tùy cái sở thích của các em. Còn anh thì anh chỉ làm những cái đơn giản như này thôi. Anh sẽ tô lại cái nắp của cái bao lì xì cho nó đậm tí, cắt cho dễ. Đấy, bây giờ sẽ dùng kéo cắt những cái chi tiết thừa đi. Sau khi cắt xong chúng ta sẽ gập những cái mép ngoài này lại này. Đấy, bây giờ cơ bản đã hình thành một cái bao lì xì rất là xinh xắn. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng kéo dính hai mặt để dán các mép này với nhau. Các em chú ý là dán cái này cẩn thận, nếu không thì sẽ nó nhìn cái bao lì xì nó sẽ rất sần sùi và xấu. Nên cái giai đoạn này đòi hỏi sự khéo léo của một người nghệ sĩ. Sau khi đã dán xong thì chúng ta sẽ được một cái bao lì xì thô như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần trang trí. Đầu tiên là chúng ta sẽ làm một cái lỗ để đậy cái nắp này. Chúng ta sẽ sử dụng thước và dùng cái con dao cắt, chúng ta sẽ cắt một cái lỗ. Bây giờ đến phần trang trí viết vẽ này. Thì bây giờ tùy theo cái thẩm mỹ của các em có thể trang trí tùy theo cái sở thích. Còn với anh thì anh sẽ vẽ một chữ phúc để cho sang năm mới là hạnh phúc và tràn đầy niềm vui, và vẽ một cái cành đào đỏ rực. Trang trí này thì các em lên trang trí cái bao lì xì, cái phông của nó là màu đỏ nhé, thể hiện sự may mắn. Tick tock, tick tock.
Rồi, anh đã vẽ xong, bây giờ sẽ đến phần tô màu. Chữ phúc thì anh sẽ tô với màu 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 cam, còn hoa thì anh sẽ tô màu vàng, màu nền thì anh sẽ tô màu đỏ. Đấy, bây giờ nó đã đang hình thành một cái bao lì xì rất là đẹp luôn. Đấy, anh đã xong một mặt rồi này các em ạ. Bây giờ đến mặt thứ hai thì các em cũng tùy theo cái khả năng của các em trang trí làm sao cho nó đẹp nhất. Đấy, đây là anh đã hoàn thành rồi này. Bây giờ sẽ làm cho em xem cách đút tiền này. Đấy. Rồi, hy vọng rằng video này sẽ giúp ích cho các em nhé. Cảm ơn các em rất là nhiều. Nếu các em yêu thích gì thì các em hãy đăng ký kênh giúp anh nhé.